duy trì huyết áp khỏe mạnh là rất quan trọng. Những người bị huyết áp cao mãn tính có nguy cơ tử vong do đột quỵ cao gấp 4 lần và nguy cơ tử vong do bệnh tim cao gấp 3 lần. Cứ 3 người trưởng thành trên toàn cầu thì có một người bị huyết áp cao và là một phần của chiến lược quản lý lâm sàng. Họ thường được kê một nhóm thuốc được gọi là chất ức chế A. Thuốc ức chế men chuyển hoạt động bằng cách ngăn chặn angiotensin 2, một loại enzyme làm thu hẹp mạch máu và tăng huyết áp. Một nghiên cứu của các nhà khoa học Đại học Virginia cho thấy về lâu dài, những loại thuốc quản lý huyết áp này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của thận, cuối cùng dẫn đến tổn thương cơ quan không thể phục hồi. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng một lớp tế bào thận được gọi là tế bào renin là nguyên nhân gây ra thiệt hại. Renin là một loại hormone có tác dụng ổn định huyết áp. Dùng thuốc ức chế men chuyển ức chế hệ thống renin-angiotensin, cơ chế mà thận duy trì huyết áp, cuối cùng dẫn đến dày và cứng các mạch máu trong thận. Các nhà nghiên cứu đã quan sát những thay đổi sinh lý này trong thận ở cả người cũng như trong các thí nghiệm dựa trên phòng thí nghiệm trên động vật. Maria Luisa Siqueira Lopez, người đứng đầu nghiên cứu cho biết, hiện chúng tôi đang tập trung vào việc tìm hiểu cách những tế bào này, vốn rất quan trọng để bảo vệ chúng ta khỏi bị tụt huyết áp và duy trì sức khỏe của chúng ta, trải qua quá trình biến đổi như vậy và gây ra tổn thương thận, Maria Luisa Siqueira Lopez, người đứng đầu cuộc nghiên cứu cho biết. Điều cần thiết là xác định những chất mà các tế bào này tạo ra dẫn đến sự phát triển không kiểm soát của mạch máu. Tuy nhiên, các nhà khoa học nói rằng chất ức chế A là loại thuốc cứu sống và bệnh nhân nên tiếp tục dùng chúng. Theo dõi những phát hiện của bài báo, các nhà nghiên cứu kêu gọi tiến hành các nghiên cứu có kiểm soát mở rộng hơn để hiểu sâu hơn về lý do tại sao các loại thuốc tăng huyết áp ngày nay lại gây hại cho thận. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!